tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Bà chú ý vừa đi vừa cạp cái bánh bao, mắt ngó điện thoại và cái cướp. Bánh gớt bà tung cú suốt. Hey, hên quá bánh còn nguyên. Ông máu vàng kiểu hay lắm cô bé, nhưng mà tao thấy nước đi này nó hơi sai sai à nghe. Tiếp theo, anh trai đang cuốn ống nước á thì. Ống nó lọt qua khe, làm ống giật mình xoay 180 độ té sải lai. Quá, đứa nào chơi chọt đất anh kỳ với bay. Bớt ảo tưởng đi cha nội, sửa ống nước mà té cũng ngựa ngựa hà. Còn đây, lên đây em yêu, để anh cổng em qua giông bão. Bà cười tỏa nắng, ôi ngưỡng mộ quá đi. Ổng bước đi hiên ngang tới cái dũng nước á thì. Rồi trượt chân, hai người ướt như chuột. Nguyên đám bạn cười bò, tưởng lãng mạn, ai ngờ lãng xẹt mấy má ơi. Các chúa hề ngoài đời thực chưa bao giờ làm anh em thất vọng hết trơn hết trọi á. Xuất hiện ở đâu cười muốn sảng ở đó luôn à. Đúng không nào mọi người? Comment chia sẻ cùng Tin Ba Phúc Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Ba Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.